Như đã biết, đội tuyển nữ Việt Nam vừa tạo ra chiến tích lịch sử khi lần đầu góp mặt tại một vòng chung kết World Cup sau khi hạ gục hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa một cách thuyết phục. Kỳ tích trên đã được trang Twitter chính chủ của FIFA Women's World Cup chúc mừng với hình ảnh rạng rỡ của tiền đạo thủ quân Huỳnh Như và tuyển nữ Việt Nam. Chúc mừng Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại góp mặt ở kỳ FIFA World Cup nữ. Hẹn gặp lại các bạn trong năm 2023. Vậy vòng chung kết bóng đá nữ năm 2023 sẽ diễn ra khi nào, ở đâu? Số lượng đội tham dự cùng với ý nghĩa của giải đấu đối với đội tuyển nữ Việt Nam nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung như thế nào? Hãy cùng Netsports khám phá trong video này nhé! Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023, FIFA Women World Cup năm 2023 là lần thứ 9 vòng chung kết World Cup nữ được tổ chức. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên số đội tham dự tăng từ 24 lên 32, bao gồm cả hai đội tuyển chủ nhà. Số tiền thưởng cho các đội tham dự cũng dự kiến nhiều gấp đôi kỳ World Cup nữ năm 2019. World Cup nữ năm 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand, diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8. Đây là lần đầu tiên World Cup nữ được tổ chức tại châu Đại Dương và là lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại hai quốc gia. World Cup nữ năm 2023 sẽ được diễn ra tại 9 thành phố, bao gồm 5 thành phố thuộc Australia và 4 thành phố thuộc New Zealand. Có tất cả 10 sân vận động sẽ được tổ chức các trận đấu, trong đó sân vận động Eden Park ở Auckland, New Zealand với sức chứa 50.000 chỗ ngồi sẽ được đăng cai trận khai mạc, còn sân vận động quốc gia Australia với sức chứa 83.500 chỗ ngồi tại Sydney sẽ tổ chức trận đấu chung kết. Logo chính thức của vòng chung kết World Cup nữ năm 2023 được công bố vào ngày 28 tháng 10 năm 2021 với biểu tượng có hình quả bóng đá được bao quanh bởi 32 ô vuông màu, phản ánh sân đấu mở rộng của giải đấu và địa hình tự nhiên của hai quốc gia đăng cai. Thương hiệu tổng thể của giải đấu sẽ có các thiết kế phản ánh các dân tộc bản địa của các quốc gia đăng cai, được tạo ra bởi nghệ sĩ người Úc Jenny Sutton và nghệ sĩ Mary Fiona Coolis. Hơn nữa, thương hiệu của giải đấu cũng sẽ kết hợp tên bản địa của tất cả các thành phố đăng cai. Khẩu hiệu chính thức của giải đấu Beyond Greatness phản ánh mục tiêu của FIFA đối với sự kiện nhằm mở rộng hơn nữa sự nổi bật của bóng đá nữ. Cũng trong ngày 28 tháng 10 năm 2021, bài hát chính thức của giải đấu là Unity cũng được công bố dưới sự sáng tác của nữ DJ người Anh kiêm nhà sản xuất âm nhạc Kelly Lee Owen. Trở lại với nội dung chuyên môn, tại vòng bảng, 32 đội tuyển sẽ được chia vào 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Với tư cách là chủ nhà, New Zealand và Australia lần lượt được xếp vào hạt giống A1 và B1 và sẽ nằm lần lượt ở các bảng A và B. Các đội tuyển tại vòng chung kết World Cup nữ năm 2023 sẽ tranh tài trong 3 trận đấu để giành được các vị trí nhất nhì bảng để bước vào vòng knockout. Có 7 tiêu chí xếp hạng ở vòng bảng, nếu có từ 2 đội điểm bằng nhau trở lên sau 3 lượt trận bao gồm 1. Hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu vòng bảng. 2. Số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu vòng bảng. 3. Thành tích đối đầu trong các trận đấu giữa các đội bằng điểm. 4. Hiệu số bàn thắng thua trong các trận đấu giữa các đội bằng điểm. 5. Số bàn thắng ghi được trong các trận đấu giữa các đội bằng điểm. 6. Điểm fair play trừ 1 điểm nếu có thẻ vàng, trừ 3 điểm nếu có thẻ đỏ gián tiếp hoặc thẻ vàng thứ hai, trừ 4 điểm nếu có thẻ đỏ trực tiếp, trừ 5 điểm nếu có thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp trong tất cả các trận đấu vòng bảng. 7. Bốc thăm. Ở khu vực Đông Nam Á, với việc tuyển nữ Việt Nam và Philippines cùng giành vé dự vòng chung kết, thì đây cũng là lần đầu tiên trong khu vực ASEAN có đến 2 đội dự một kỳ World Cup. Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan từng có 2 lần dự World Cup các năm 2015 và 2019, nay phải tìm cơ hội dự vòng chung kết qua vòng playoff liên lục địa từ ngày 17 đến 23 tháng 2 năm 2023 cũng được tổ chức ở Úc và New Zealand. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu hết về những điều thú vị tại vòng chung kết World Cup nữ năm 2023. Để trả lời cho câu hỏi mà chúng tôi đặt ra ở đầu video là giải đấu này sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào đến bóng đá nữ Việt Nam nói riêng cũng như nền bóng đá Việt Nam nói chung, chúng ta cần xét đến lịch sử phát triển bóng đá đỉnh cao 11 người tại Việt Nam. Hiện tại, môn bóng đá này tại Việt Nam mới chỉ một lần góp mặt tại sân chơi World Cup nhưng là ở cấp độ trẻ. Đó là vào năm 2017, U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã lần đầu tham dự giải đấu mang tầm cỡ thế giới. Với chiến tích được tạo ra trong đầu năm 2022, đội tuyển nữ hứa hẹn sẽ là niềm cảm hứng lâu dài cho nền bóng đá Việt Nam nói chung và những đồng nghiệp nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh bóng đá nam Việt Nam trong năm 2022 cũng sẽ tham dự nhiều đấu trường lớn. Bản thân những cô gái đem về chiến tích lịch sử cũng hứa hẹn sẽ được khán giả quan tâm nhiều hơn, giống như cái cách mà các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra cơn sốt năm nào.
Trên đây là những điều thú vị mà World Cup nữ năm 2023 đem lại và những tác động tích cực mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tạo ra cho bóng đá Việt Nam. Các khán giả của Next Sports có những suy nghĩ gì về những cô gái này? Hãy comment xuống bên dưới cho chúng mình biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo!